Nỗi lo lắng về dịch bệnh khiến nhiều người lùng sụp đi mua khẩu trang với số lượng lớn để bảo vệ bản thân và gia đình. Điều này đã vô tình tạo nên cơn sốt trên thị trường khẩu trang. Tận dụng việc này, nhiều chủ cửa hàng thất đức đã tăng giá bán khẩu trang lên tới từ 5 đến 7 lần, thậm chí là cả chục lần so với bình thường. Vâng, và trước tình hình này, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội bắt đầu ra quân kiểm tra xử phạt các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế lợi dụng tình hình dịch virus corona để bán khẩu trang với giá trên trời. Ban đầu công an xử phạt hai chủ cửa hàng bán khẩu trang giá gấp từ 5 đến 7 lần với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Vào tối ngày 31 tháng 1, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội cùng đội quản lý thị trường số 1 Hà Nội kiểm tra và phát hiện hai cửa hàng nâng giá bán khẩu trang gấp nhiều lần so với ngày thường và đã lập biên bản xử phạt mỗi chủ tiệm từ 20 đến 30 triệu đồng. Hai cửa hàng ở số 120 Ngọc Khánh và 118 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội bán khẩu trang y tế với giá 130.000 đến 220.000 đồng mỗi hộp. Theo quy định số 109, quy định chủ hai cửa hàng trên phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Theo Công an Hà Nội, nhiều cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, lợi dụng tình hình dịch virus corona có nhiều diễn biến nhanh và phức tạp khiến cho người dân lo lắng để đẩy giá khẩu trang lên cao nhằm trục lợi. Sau khi nhận được tin báo, công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung nắm bắt tình hình và tiến hành kiểm tra hàng loạt cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên phố Hà Nội. Liên quan đến tình hình sản xuất khẩu trang và trang thiết bị bảo hộ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị giữ nguyên giá bán khẩu trang và các trang thiết bị y tế khác, bất cứ hiệu thuốc siêu thị tăng giá khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh và đây là quyền hạn của ngành y tế nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá không cần thanh tra kiểm tra đề nghị bộ y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức